cái phù hiệu chuyển sinh nữa để khiến cho các vị xạ thủ này quay trở lại rất dễ dàng và rất nhanh chóng. Vâng, và trong đội hình của Saigon Avenger thì tôi đang rất thấy thú vị với vị tướng Omega. Thật sự thì rất lâu rồi tôi mới thấy Omega quay trở lại đấu trường danh vọng, ngoại trừ một trận đấu mà Team Flash đã đưa ra mang vào sử dụng. Và không biết rằng anh Thanh Tùng, và thậm chí trước đây tôi chưa chắc, tôi đã từng thấy Omega cầm trụ rất nhiều. Đồng ý. Ngày xưa thì Omega thường xuyên cầm trụ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Omega đánh thuần trợ thủ hơn và không chắc chắn là sẽ dùng cầm trụ mà thường xuyên sử dụng thêm tốc hành để khó cho đối phương có quyền bắt mình hơn. Ma tính cũng là một phù hiệu ổn với Omega, nhưng việc có sử dụng ma tính hay không thì tôi cũng không chắc, bởi trong quá trình xoay thì Omega cũng không sử dụng được chiêu thức, và lúc đó là khoảng thời gian mà Omega hoàn toàn có thể hồi chiêu được rồi. Và đây là bổ trợ mà Omega lựa chọn, một bổ trợ thủ thôi, để khiến cho khả năng gây hiệu ứng của Omega kèm thêm cả lớp giáp gây khó chịu cho đối phương. Vâng, và trận thi đấu này, trận thi đấu thứ hai của ngày hôm nay thì hai đội tuyển đang thi đấu một cách tương đối hòa hoãn và không có một pha cướp rừng nào giống như game đấu đầu tiên. Và có lẽ thì chúng ta còn phải chờ thêm một chút thời gian nữa, khi mà con rồng đầu tiên được xuất hiện thì hai đội tuyển mới có lý do để giao tranh. Chỉ có một phù hiệu chuyển sinh đến từ cả hai bên. Ở thời điểm hiện tại thì chuyển sinh đang là một phép phù hiệu tương đối quốc dân, thì phép phù hiệu này cho phép bạn hồi phục hồi sinh rất nhanh. Có những trận đấu có đến 4 người sử dụng chuyển sinh, nếu như đó là Superman, những con bài di rừng như Clickcut Darcy, những con bài đường đơn xạ thủ như là Hayate. Đây là bé mập bị bắt vào, anh ta đã là điểm chuyển công đầu được về Dian của bên phía Saigon Avenger. Kịch bản của trận đấu dường như đang được lặp lại với ván đấu đầu tiên, vẫn là chiến công đầu thuộc về Saigon Avenger, nhưng kịch bản của phần giai đoạn tiếp theo thì có như vậy hay không chúng ta còn phải chờ. Một pha e trụ, cái trụ này có lẽ sẽ phải bỏ thôi. Slim sử dụng lao cực khí không chuẩn xác, nhưng con lính có đủ không? Cái tí đến, nhưng đối phương quyết tay bán trụ và sai rồi, đến từ bên phía của Saigon Avenger. Họ không thể lấy trụ, họ lấy trụ quá muộn và mất đi hai thành viên thêm. Một cú rào chính xác và Mercedes sẽ bị giữ lại, bị hạ gục, và có đến 3 điểm hạ gục liên tiếp dành cho Adonis sau pha tham trụ vừa rồi của đối phương. Phải nói rằng pha hất tung của Wicked là một pha hất tung quá chí mạng, nó hất được đến 2-3 thành viên của Saigon Avenger, và qua đó thì đội hình của họ dường như là mất hoàn toàn khả năng giao tranh và tan vỡ. Qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng vẫn tuy bên phía Adonis mất một cái trụ, nhưng họ đổi lại là 3 mạng và thậm chí là cả một con rồng nữa, không hề thiệt một chút nào cả. Một pha hơi tham đến từ Saigon Avenger, họ căn thời gian chưa được chuẩn xác và họ mất quá nhiều sau pha thi đấu vừa rồi. Mặc dù lấy được cái trụ, nhưng đó là một cái giá phải trả quá đắt dành cho Omega và kia đội của mình. Đây là KT, họ đang bị ép vừa đỏ nhưng Lân Xì lao vào. Vâng, đã có đẹp điện để cố gắng lùi ra xa đến từ Phoenix, anh đã quay trở lại đánh vào Lân Xì. Lân Xì đã phải bỏ chạy trong tình huống vừa rồi, còn Wicked thì sao? Vâng, chiều cuối lúc trên không, nhưng anh ta không thể nào đuổi kịp được tốc độ của Wicked mà phải lùi về. Đây là bé mập một lần nữa bị giữ lại, nhưng bé mập đã có chiêu cuối và bé mập lùi về thành công. Wicked cũng đã bật chiêu cuối, nhưng Wicked bị đe dọa. Wicked thấp máu đã có chiêu cuối, nhưng chiêu cuối của bé mập nó lại trùng với thời gian. Vâng, và Wicked sử dụng cho mình quả cầu băng xương. Một pha thi đấu không hiểu ý nhau tới từ bên phía của Adonis. Rõ ràng vẫn có những điều gì đó khiếm khuyết, chưa được hoàn chỉnh trong phong cách thi đấu của đội tuyển này, mà cần phải cải thiện thêm. Và rõ ràng pha thi đấu vừa rồi, cả Chrissy và thậm chí là cả TV, họ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhưng chỉ tiếc là cái tốt của họ lại không trùng hợp với nhau mà thôi. Cả hai đều quá nhanh tay, và sự nhanh tay của họ khiến cho Chrissy là người phải bỏ mạng. Rất đáng tiếc, về giây phút mà bạn sử dụng quả cầu băng xương, bạn sẽ không được hồi sinh. Đây là Mercedes, một cú đẩy rất khó chịu và Wicked rơi vào vòng nguy hiểm. Wicked đang bị sấy nhưng không phải nằm lại bởi Minis không đủ sát thương. Vâng, và ở thời điểm hiện tại thì thế trận đang rất cởi mở tới từ cả hai đội tuyển, họ giao tranh liên tục. Và có thể, vâng, tôi nghĩ rằng pha ép màu xanh này, nếu như Krikta không có màu xanh thì anh ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn đã trong giai đoạn tiếp theo. Xanh, giữ lại được màu xanh đến từ KT. KT muốn quay trở lại phản công, Barcelona thấp máu và Barcelona phải lùi về. Barcelona đang đánh khá xông xáo ở trong trận thi đấu này. Ở thời điểm hiện tại lượng tiền vẫn đang tương đối cân bằng thôi, và Saigon Avenger vẫn còn khả năng để đánh tốt ở trong trận thi đấu này. Kịch bản là giống trận thi đấu đầu tiên đến phút hiện tại, nhưng Saigon Avenger đang trụ tốt hơn so với trận thi đấu đầu tiên. Thật ra tôi lại đang thấy rằng Saigon Avenger là đội tuyển đang dẫn trước, bởi vì rõ ràng ở thời điểm đầu trận bạn bị mất 3 mạng hạ gục và thậm chí là mất đâu đó một con rồng nữa thì bạn gặp bất lợi. Nhưng càng về sau thì những cái trụ và lượng tiền thì
không được phải là vấn đề quá lớn nữa. Nếu như lượng tiền càng về sau thì bạn chỉ mua được tối đa 6 trang bị thôi, còn cái trụ thì mất không thể nào bọc lại được. Đây là khoảng thời gian mà mỗi người chỉ có một món trang bị mà thôi, và lượng tiền vẫn đang đóng vai trò rất quan trọng trong giao tranh. Poseidon đợi vô vào vì Poseidon có lẽ sẽ bị hạ gục không? Anh ta làm choáng được, và đây là chiêu cuối đến từ Flanlock trên không, nhưng không thể hút lại được một ai cả, và anh ta vẫn may mắn là lùi về được và không gặp quá nhiều nguy hiểm. Đây là quỷ tỷ, và bên phía của Adonis vẫn đang kiểm soát bản đồ khá ổn ở trong trận đấu này. Với Phoenix ở thời điểm đầu trận mà bạn không thể lấy được nhiều lợi thế về mặt lượng tiền cũng như là về mặt lượng trụ thì có lẽ Phoenix sẽ không phải là quá khỏe. Chúng ta nhìn thấy một Toto thường xuyên phải tham gia đẩy lẻ, không tham gia được giao tranh, chỉ có thể đẩy lẻ mà thôi. Và rõ ràng là Phoenix phải làm được nhiều hơn, bởi chất tướng của Phoenix đang rất tốt và kết hợp với một con bài cũng rất khó chịu trong việc công trụ, đó là Omega. Đây là Minis, anh ta lại một lần nữa lao vào và Wicked không bị giữ lại trong tình huống này. Vâng, nhưng quan trọng là pha giao tranh vừa rồi họ khép góc được thành công chủ lực của đối phương và lấy được đâu đó khoảng 70% máu trụ, nhưng bù lại thì cái trụ ở đường trên của Saigon Avenger đã phải bốc hơi, rất đáng tiếc. Một pha giao tranh nhẹ ở khu vực giữa và Saigon Avenger lấy được trên mình 4/5 cái máu trụ, chỉ có một chút cái máu trụ ở trên khu vực giữa mà thôi. Đây là Wicked, Wicked trận giữa này bị hiếp tương đối nhiều bởi The Flash. The Flash cầm cho mình đó là tốc hành và anh ta áp tác rất tốt để khiến cho QC với khả năng tăng tốc chạy của mình là không đủ thoát được khỏi tầm chiều của The Flash. Một pha băng vào, Metsu bị nghiêng, Metsu đang đứng im, anh ta mất liệp đoạt mệnh và đặt mất luôn cả cái mạng của mình, mặc dù đã sử dụng thêm cả tốc biến nữa. Rất tuyệt vời, đó là một pha lao cực kỳ nhạy cảm của Rin. Rõ ràng trong một vai trò mới là xạ thủ đường rồng thì Rin đang làm rất tốt vai trò của mình. Một pha dồn choáng rất hay đến từ Adonis và khiến cho người chơi đường đơn của Saigon Avenger phải đứng im. Trên đường trên, lớp xin 4/3, lớp xin tung choáng, tung chiêu trượt. Và may cho anh ta là còn đủ chiêu thức để có thể đi về. Một pha tung chiêu trượt, nếu không có lẽ lớp xin sẽ rơi ra tình huống vừa rồi. Kịch bản được lặp lại một lần nữa. Khoảng tầm phút thứ 7, phút thứ 8 là thời điểm mà bên phía của Adonis Esports họ bắt đầu tăng tốc, và họ chính xác là đã tăng tốc khi lấy đi được rất nhiều trụ, rất nhiều công trình của bên phía đối phương. Và rất nhanh thôi, tôi tin rằng nếu như lấy được thêm cái trụ đường dưới nữa, họ có thể lấy được con rồng hắc ám, là con tà thần. Metsu đang gặp rất nhiều nguy hiểm và Rin vẫn bắt được cái trụ này. Rin đang thi đấu tốt ở khu rừng rồng, và trong khi đó thì KT cũng đang tỏa sáng ở khu rừng, khiến cho thế trận của Adonis một lần nữa lại sáng cửa hơn. Họ bắt đầu giãn cách về mặt lượng tiền. Rin được farm, và bên phía của Saigon Avenger đang gặp khó. Rõ ràng là một thế khó ở thời điểm mà khi mà họ ép cái trụ đường giữa không thành mà sau đó thì mất luôn cái trụ đường trên, thì dường như Saigon Avenger họ đang bị hụt hơi trong những bước di chuyển của mình. Kinh nghiệm vẫn là thứ mà đội tuyển này còn thiếu. Kinh nghiệm là thứ mà đội tuyển này còn thiếu, nhưng việc họ phải làm gì thì có lẽ ở thời điểm hiện tại họ cần tập trung nhau nhiều hơn để khiến cho The Flash có khả năng gây khó dễ cho những mục tiêu cụ thể của đối phương. Chứ nếu farm như thế này thì có vẻ như với kinh nghiệm của mình, Adonis sẽ là đội tuyển giành được nhiều lợi thế hơn. Poseidon bị giữ lại, Poseidon đang thấp máu. Anh đã lùi về được một chút máu, nhưng Rin đã bong vào hơi sâu thì có thể gặp nguy hiểm, nhưng Metsu bị hất tung. Metsu không làm được gì, anh ta đã được đổi mạng với xạ thủ của đối phương và coi như là một thành công rồi. Nhưng Rin đã hồi sinh, nên nhớ là như vậy. Rin đã hồi sinh bởi Rin có được cho mình Timmy ở trong đội hình. Minis sử dụng chiêu cuối nhưng không thể giữ lại được ai. Lucy vẫn có thể thoát được khỏi vòng vây trong tình huống vừa rồi. Và một lần nữa lượng tiền được giãn cách, và Adonis hoàn toàn có lợi thế sau pha giao tranh vừa rồi. Vâng, rõ ràng là cái phép hồi sinh, cái chiêu cuối của Timmy nó lợi hại đến mức mà Tim Slim có thể thoải mái băng vào giữa đội hình của đối phương. Một pha nhảy lò xo cực kỳ tương đối mạo hiểm, nhưng với sự trợ giúp của người trợ thủ của mình, anh ta đã có một pha phải nói là lật kèo ngoạn mục. Và ở thời điểm tiếp theo, khi mà đã vào được ba cái trụ dàn ngoài của bên phía Saigon Avenger thì Adonis Esports họ sẽ đẩy cao thế lính và qua đó tập trung vào con tà thần Zeta. Nhưng đây là Rin đã sai lầm, Rin cần phải lùi, Rin đã bị hạ gục bởi Score. Thì đây là Chrissy băng vào mình chiều cuối mưa sao băng của mình, gây rất nhiều sát thương, nhưng chống chịu thì không có, và anh ta đã phải đập lại rồi. Thì đến chưa có được cho mình điểm hạ gục nào cả. Dian vẫn thấp máu nhưng anh ta chưa bị hạ gục, đã bị hạ gục. Bé Mập đang thấp máu, bé mập bị hạ gục. Lucy vẫn quẩy, bé Mập hồi sinh nhưng sau đó lại lặp lại. Lucy vẫn đang quẩy rất ghê, nhưng chưa có được một lần tung hỏa. Lucy chưa thể tung hỏa thành công, chú này đã tung hỏa nhưng anh ta vẫn quẩy được. Anh ta lùi về,
nhưng anh ta đã phải nằm lại. KT thì sao? KT thấp máu, KT hạ gục được đối phương. KT còn liềm, nhưng KT cũng bị hạ gục ngay sau đó. Điểm hạ gục dành cho Score. Và như vậy là một pha giao tranh hỗn loạn xảy ra. Bên phía của Saigon Avenger có lẽ họ có đến 4 điểm hạ gục. Còn giải rác xung quanh đó thì Adonis cũng có khoảng 2 điểm hạ gục trong tình huống vừa rồi. Rõ ràng là một pha giao tranh có lợi hơn dành cho bên phía của Saigon Avenger, khi ở thời điểm hiện tại họ đang thua thiệt hơn về mặt lượng tiền so với đối phương, và vẫn có thể giao tranh song phẳng và thậm chí là cân về lượng kèo hơn về những điểm hạ gục. KT đã chuyển sinh, KT đã hồi sinh trở lại. Rin thấp máu, Rin bị quay rất khó chịu bởi Omega, nhưng Rin vẫn kịp hạ gục 2 AP của đối phương. Đây là Poseidon thấp máu và có lẽ sẽ bị hạ gục. Vâng, và đây là anh ta hạ gục được Slim và anh ta hạ gục được Phoenix, và qua đó thì họ có thể tiến với con tà thần Sita. Ở một góc khác thì Valentino đang tung qua mục tiêu đó là Miss, nhưng Miss lùi về được với cái hành trình siêu tốc của mình. Nhưng con tà thần Sita chắc chắn rằng bên phía Saigon Avenger sẽ mất. Một pha chuyển sinh hợp lý của KT và khiến cho anh ta đến sau cho pha giao tranh vừa rồi, anh ta có được cho mình rất nhiều pha vồ vào chính xác, và trong số đó thì anh ta giúp cho đồng đội của mình lấy được mạng của Omega, và sau đó trực tiếp anh ta giải quyết Phoenix của Dian. Một pha thi đấu hay đến từ KT, và ở thời điểm hiện tại họ đã có thêm phần thưởng là con tà thần xe ra. KT không, chính xác hơn có lẽ là Slim đã thả nó ở khu vực trên và sẽ ép vào khu vực trụ này khi con tà thần xe ra chạm vào cái trụ thứ hai của khu vực trên. Vâng, và có thể thấy trong 3 tình huống giao tranh vừa rồi thì Slim là người thường xuyên lao lên trên và anh ta rất hổ báo. Một lần thì anh ta được sự trợ giúp của người đồng đội của mình, nhưng hai lần khác thì không. Và đây sẽ là một sai lầm đến từ Mesu. Anh ta bị bắt lẻ trong một tình huống mà đối phương có tà thần như thế này. Thả dòng tiên phong rồi, và con dòng tiên phong này rất nhanh sẽ được đi hàng cùng mà thôi. Poseidon, Poseidon đang quay tay trong vô vọng. Anh ta cản cho đối phương, anh ta có thể lùi về được hay chăng đây? Câu trả lời là có. Trong khi đó thì ở phía dưới Mesu đã bị bắt lẻ. Đó là một pha thi đấu mà rõ ràng Mesu đã gặp phải quá nhiều khó khăn, khi đó là KT, một chiếc tướng kích cắt đang rất dồi dào sát thương khi vị tướng này xanh. Pha ép trụ ở người trên, con dòng tiên phong đã bị giải quyết và có lẽ sẽ chỉ có một cái trụ dàn ngoài mà thôi. Rin đã giải quyết được cái trụ này, nhưng có lẽ Adonis sẽ phải tiến đến việc giải quyết toàn bộ dàn trụ dàn ngoài và chờ đợi cơ hội. Không, họ muốn băng vào chăng? Không, họ sẽ không băng. Ở thời điểm hiện tại băng vào dường như là quá mạo hiểm, và có lẽ phải chờ đến con dòng bạo chúa hoặc là đâu đó con tà thần Seiza thứ hai của trận đấu này thì mới có thêm một vài cái trụ sức cấp để giải quyết. Tùy vào quyết định của Adonis thôi, bởi nên nhớ trong đội hình của họ có một Tini có khả năng hồi sinh, và nếu như Quickduck có thể lao vào và cân được 1 đến 2 thành viên đối phương, và sau đó là một pha tốc tiến lao vào đến từ bé mập, thì hoàn toàn KT có thể sống lại. Và với thế trận như này thì Adonis có thể đánh bất thình lình một lúc nào đó khi mà họ bắt lại được một thành viên của đối phương. Một lần nữa lợi thế trong trận đấu này đang hoàn toàn thuộc về Adonis ở nửa sau trận đấu. Nhưng rõ ràng là trong trận đấu này thì Saigon Avenger đã có những phút giây thi đấu thăng hoa và khởi sắc hơn nhiều. Tuy rằng ở thời điểm hiện tại thì thế trận của họ vẫn tương đối là bi đát. Và Omega, Omega trong trận đấu này thì dường như là một lựa chọn dị, nhưng vẫn chưa thể phát huy được cái sức mạnh của mình. Có bé mập ở đây, có giao tranh bên phía của Saigon Avenger. Bắt đánh và cưa điểm hạ gục đầu tiên dành cho KT. Slim được quý thoải mái. Saigon Avenger tiếp tục thấp máu và đã bị nằm lại. KT cũng đã phải nằm lại, nhưng chỉ còn một mình Dian mà thôi. Dian trong thì bên phía của Saigon Avenger tan vỡ. Họ mất cả 5 thành viên và chiến thắng trong trận thiếu này sẽ thuộc về Adonis Esports. Rõ ràng một sai lầm quá nóng vội của Saigon Avenger đã mang tới khiến cho họ phải chịu một trận đấu thất bại rất cay đắng. Họ có cơ hội, họ chỉ cần phòng thủ và chờ đợi sai lầm của đối phương thôi, nhưng họ đã không thể chờ đợi được cái điều đó xảy ra. Có lẽ là trong đội hình của Adonis thì Reese, anh chàng này trong một vài giây phút thi đấu ở giai đoạn cuối trận thì anh ta có lẽ là hơi bị nóng vội quá nên thường xuyên có những tình huống bị bắt vào. Và có lẽ đây sẽ là những bài học kinh nghiệm mà Rin cần phải rút ra và cải thiện đó để